Gia đình của Phật Ngài cũng lấy lục hòa, thông hòa đồng trụ, ý hòa đồng diệt, khẩu hòa vô tranh, lời hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải. Những cái từ khóa này về nhiều lúc mình ghi không kịp, mình về mình lục lại, mình hỏi bạn bè lục hòa là gì, mình biết thuộc lòng những cái này là gọi là pháp số. Gia hòa vạn sự hưng, câu nói nghe thấy tưởng chừng đơn giản nhưng mà gia đình nào làm được? Gia đình có Phật làm được. Phật áp dụng lục hòa cho đại chúng ở rất là an bình. Cho nên ra cái việc mà giáo dục gia đình, mình đừng có nói mình lớn rồi, mình ở một mình không cần học giáo dục gia đình. Giờ đâu có chồng, đâu có con, đâu có cha, đâu có mẹ, mình ở mình. Ví dụ có Phật tử ở trên tỉnh thất thuê cái phòng trọ, có cô đó một mình cô ở trong cái phòng trọ. Hoặc giả là mình ở trong chúng, mình nói chúng không phải là gia đình, thì quan điểm này sai lầm vô cùng. Không thể nào rời một cái tổ chức mình có thể sinh tồn được. Thì chúng nên nhớ chuyện này. Dù cho cái người bán vé số ở một mình đi nữa, họ cũng phải tới một cái nơi đó họ lấy vé số. Họ lấy vé số để họ bán. Tuy rằng tối hay về họ ngủ một mình. Nhưng mà nếu mà họ là người mà không có tốt thì họ đến cái chỗ bán vé số họ làm rối. Họ lấy vé số họ làm rối. Họ bán vé số họ cũng làm cho người khác rối.
nhân cách của con người không có. Mấy lần chúng tôi đi Sài Gòn, người bán vé số họ lại họ năn nỉ mà họ bắt buộc mình phải mua. Mình không mua họ ra cái vẻ khó chịu, ghét mình vô cùng. Rồi người ăn xin nếu mà họ ở một mình đi nữa, họ ra ngoài đám đông họ ăn xin mà cái nhân cách ăn xin không có, họ làm cho người khác phải khó chịu thì nó cũng gây rối cho một cái tổ chức, cho xã hội. Thì mình không thể nào tách ly cái đại chúng mình có thể sinh tồn được. Những điều này đại chúng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà một cái gia đình đó họ bất ổn, thì hiện tại bây giờ có một cô Phật tử chúng tôi biết, mà biết cũng từ lâu rồi, mỗi buổi sáng cô dậy khoảng 3:30, 3 giờ, 4 giờ kém cô lên cô công phu. Cô công phu đến bây giờ là cô đang ngồi nghe cho đến 7 giờ cô phải xuống. Không dám xuống dưới nhà nghe. Giờ xuống dưới nhà nghe ông chồng không chịu. Thì cô phải tìm cách để mà mình đến một cái nơi an toàn trong một cái nhà đó. Thay vì sáng cô đi xuống dưới nhà nấu ăn rồi cô nghe không? Nhưng mà cô ngồi trên bàn Phật cô nghe. Lỡ ông chồng vừa đi lục cục lên cái là cô tắt liền. Tội nghiệp như vậy. Mà khi nào ông chồng mà đi vắng là thôi, cô mở ra cô kêu bá chủ gia đình rồi mở thoải mái luôn. Nhưng mà cũng lén lén coi thử coi ổng có về nhà là có cửa bằng camera trong điện thoại nó hiện lên hết. Ổng vừa bấm mở cái là phải lo tắt liền. Thế mà cô vẫn vui vẻ với ông chồng, vẫn hoan hỷ với ông chồng. Thay vì nếu mà như vậy đó thì thôi mình đi cho rồi, mình ở chỗ khác cho nó xong cho rồi, mình cách ly cho rồi, chứ làm chi mình ở chung không. Nhưng mà họ vẫn hoan hỷ vui vẻ. Thì bà Lưu Tố Vân cũng vậy. Cho nên sống trong một gia đình, người phụ nữ đóng vai quan trọng vô cùng. Hòa thuận, hòa hợp, hưng thịnh hay không, người phụ nữ đóng cái vai quan trọng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang mới nhắc đến cái việc đó là dạy người phụ nữ quan trọng hơn là nam. Dạy con gái quan trọng hơn con trai. Và Lưu Tú Vân khi mà ông chồng là bạn học cùng với nhau, ông bị điên. Bà nghỉ học, học cấp 3 bà nghỉ học. Như vô đại học học cấp 3 gì đó. Bà nghỉ học xong rồi bà phát tâm về xin cha mẹ bên chồng, rồi xin cha mẹ anh đó để con theo con lo. Mà khi khùng điên mà ai mà lo được đúng không? Thường cái người bệnh thì có thể lo được. Bởi vì họ bệnh thấy tội quá, còn người điên là họ làm dữ lắm. Thì người điên là khó lo nhất. Bà cũng hy sinh, bà nghỉ học để bà lo cho ổng. Mỗi khi đưa thuốc điên cho ổng uống thì ổng kêu bà hại tôi cho chết, cho thuốc uống hết điên gì. Bà phải uống trước đi, bà cũng lấy thuốc điên rồi bà uống. Và nói nếu mà mình vì ông chồng giúp cho ông hết điên thì chắc chắn mình không bị điên đâu. Thì bà uống vô thuốc đó, ông kêu ừ được, thuốc này bà uống bà không bị điên, bà tỉnh thì tôi uống chắc hết. Ông uống. Một thời gian khá lâu, ông hết điên. Mà khi hết điên rồi bắt đầu có giác ngộ, có nghe Phật Pháp được là do có nghe đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì lúc đó bà khổ đến cùng cực là bị bệnh ung thư hồng ban lan sang, tức là cái da nó bị hủy hoại và nó bị bệnh từ da nó ăn vô trong xương, hầu như 9 người, 10 người hết 9 người chết chịu nổi cái bệnh này. Thế mà con bà năn nỉ đưa đi chữa, bà cũng đi thôi. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ nó không chữa được, bà quyết định về nhà. Rồi bà nghe Pháp của Hòa Thượng từ từ, mỗi ngày bà nghe 1 tiếng, 2 tiếng, rồi đến cái điểm cao là bà nghe mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Bằng thứ nhất bạn nghe một lần, bạn đảo lại đến 8 lần. Xong anh mới nghe cái bằng thứ hai 8 lần. Một lần 2 tiếng đồng hồ. Thì ổng hết điên rồi, ổng phá cái kiểu khác. Ổng ở ngoài, ổng mở thời sự TV là in ỏi hết trơn. Bà trong này, bà ngồi, bà nghe Pháp. Hai thế giới sống không gì gây trở ngại cho nhau, vẫn bình yên, không có gì trở ngại. Từ từ bắt đầu bà cảm phục được. Đó là cái việc trong gia đình, một câu nhịn là 9 câu lành. Câu này có nhân gian nghe đơn giản đúng không? Nhưng mà nó thâm thúy.
một điều không nhịn là 9 điều, 100.000 điều chướng ngại xảy ra với mình. Cô Phật tử chúng tôi biết cô tu tập rất là tốt, nhưng mà điều biết ông chồng là chướng ngại đó là nó than tánh tu đạo nghiệp. Đó là cái điều mà chúng tôi nói cho đại chúng biết rằng cái gì nó đến với mình chướng ngại mà mình bị nó xoay chuyển thì coi như là phiền não giải đầy. Còn nếu mà mình xoay chuyển được nó thì phiền não tức bồ đề. Cái câu này Phật Pháp nói rằng là gì? Sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Thì người đó biết xoay chuyển. Như hồi nãy Ấn Tổ ngày mới ví dụ, cái gương nó đến, vạn vật nó đến, nó soi rõ ràng. Khi đi nó không có lưu dấu. Hình xấu, hình đẹp gì đến nó soi, xong đi nó không có lưu dấu. Thì cái chuyện đó phiền não nó có dính dáng gì mình đâu? Cái xấu đẹp nó có dính dáng gì cái gương không? Không. Thì đó là phiền não tức bồ đề đó. Họ đến họ chọc ghẹo mình, họ đến họ kiếm chuyện mình, họ đến họ gây rối mình, họ làm dữ dằn luôn họ. Họ làm gì đi nữa rồi họ đi cái mình trở lại mặt nước hồ thu trong lặng, không có chuyện gì xảy ra, gọi là phiền não tức bồ đề. Còn phiền não càng thêm phiền não, họ đến họ gây trở ngại mình, cái mình tiếp tục gây cho họ trở ngại nữa thì nó sẽ có chuyện sóng gió lớn. Cho nên cái việc mà sở dĩ gia đình hôm nay chúng tôi thấy bất ổn, bất an. Cái cô mà hôm qua chúng tôi nói là khi mà chúng tôi ở bên Mỹ mà có ngày đêm tha thiết cầu nguyện cho chúng tôi về đây sớm, cõi dưới Tam Bao, bệnh viện Tam Bao gần ngã ba Liên Khương. Cô nói con khổ vì đứa con nó say xỉn, nó uống rượu, nó về khuya, con nói nó không được. Con mà không có gặp pháp môn niệm Phật, con không nghe thầy thuyết pháp là con chết vì cái lũ này lâu. Con nói rõ, con không có ngại, có mấy người Phật tử ngồi với nhau, con nói thẳng luôn. Con mà không biết pháp môn tịnh độ, con niệm Phật là con chết vì tụi này lo, phiền não mà chết. Vì cho nên cái gia đình không ổn từ nguồn gốc nào? Từ nguồn gốc gia đình này không có gia quy. Gia quy đó là lễ pháp. Tình người như nước, lễ pháp như đê. Sông Trường Giang lớn kinh khủng, sở dĩ giữ được lượng nước đó là do cái đê họ đắp quá kiên cố. Cái đập Tam Hiệp ở bên Trung Quốc bây giờ quá trời lớn luôn, nó xả xuống là không biết bao nhiêu trăm ngàn con người chết. Do họ xây một cái con kênh, cái đập quá lớn, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu trăm ngàn tấn sắt. Cái chiều ngang của cái đập là 40 mấy mét, chiều dài bao nhiêu cây số, xa dài, giữ được cái lượng nước quá lớn, lớn nhất thế giới cái đập này để làm thủy điện. Nhưng mà cái đập Tam Hiệp nếu mà vỡ ra một cái thì nước tràn lan. Sông Trường Giang cái đập quá vững vàng, nhưng mà cái đập, tức là cái bờ đê của cái sông Trường Giang, mà khi mà nó bể ra một cái thì nước nó tràn lan không giữ được. Thì Ngài mới nói là tình người như nước, lễ pháp như đê. Đê vỡ rồi, đê vỡ là tình người, lễ pháp đã bị băng hoại rồi, cho nên tình người cũng mất luôn. Tình cha con, cha từ con hiếu không còn nữa, anh nhường em kính không còn nữa, chồng hòa vợ thuận không còn nữa, tình chủ nhân từ tớ trung thành không còn nữa. Cái lễ pháp này không còn nữa thì cái tình này nó mất thôi. Mà cái lễ pháp đó là luân thường, là bổn phận. Không giữ được cái tình, cái lễ pháp, cho nên tình người bây giờ băng hoại hết. Mà lễ pháp ở đâu nói? Thì chỉ có những cái sự giáo dục, giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang là một cái nền tảng căn bản mấu chốt rất quan trọng.
rồi giáo dục luân lý. Luân đó là luân thường. Giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục của Thánh Tiên Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không nói bốn cái loại giáo dục này là giáo dục toàn cầu, là giáo dục để con người trở thành con người là thiện nhân, giáo dục để cho con người này thành hiền nhân, và giáo dục con người này để trở thành thánh nhân, là bốn cái giáo dục. Mấy anh em ghi bốn cái giáo dục này vô nha. Thứ nhất đó là giáo dục luân lý. Thứ hai đó là giáo dục đạo đức. Thứ ba là giáo dục cổ thánh tiên hiền. Và thứ tư đó là giáo dục nhân quả. Điều này chúng tôi cũng phải ghi vô tập rồi học thôi. Rồi tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi người hiểu cái giáo dục luân lý là gì, tự mình từ từ bắt đầu mình tìm tòi, mình hiểu. Đây là cái lời của Tổ sư Ấn Quang, lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Nếu mà con cái cho nó học chỉ là được cái chức nghiệp, chức nghiệp tức là nó học vị lớp 1, lớp 12, đại học, có nghề nghiệp, mà không có cho nó bốn cái loại giáo dục này thì đứa này nó có tài mà không có đức. Mà tài thắng đức là đứa tiểu nhân, là đường người gian ác, là phường bại hoại. Cái điều này là lời của Tổ Thánh Tiên Hiền nói rồi, không thể nào sai chạy đâu hết. Nhưng mà mấy ai, bản thân chúng tôi cũng vậy, từ bắt đầu lúc vỡ lòng đi học, cha mẹ đâu có mời thầy về học bốn cái loại giáo dục này đâu. Trong nhà trường nói tiên học lễ, lễ đó là lễ kính, đó là lễ pháp, đó là bốn cái loại giáo dục này không có đề xướng. Chỉ có môn đạo đức có đó, nhưng mà điều để tìm một vị thầy mà thực sự là nhận được bốn cái sự giáo dục này thì khó tìm vô cùng. Còn sống sót đâu lại các vị thầy học những cái giáo dục này đối với các vị cổ thánh tiên hiền, các vị mà biết về luân lý đạo đức nhân quả. Ấn Tổ nói tới nói lui, nói tới nói lui, Phật Tổ mà xuất hiện đời này trong cái hiện tại này mà không nói đến giáo dục nhân quả, giáo dục gia đình thì cũng không có làm gì được đối với chúng sanh trong lúc này. Lễ pháp vỡ tung rồi, cho nên tình người mất hết luôn. Nên Tổ sư Ấn Quang thì nói khi còn nhỏ, lúc trông nôi, bắt đầu biết nói, dạy cho nó niệm câu Phật hiệu. Có ai làm điều này? Có cái cô đó, cô thích niệm Phật quá cho nên cô coi cháu lớn tuổi rồi, cái đứa cháu đó bỏ trong nôi mới sanh ra mấy tháng, 2-3 tháng gì là thường cha mẹ phải đi làm để giao lại cho bà ngoại là má của đó con. Cô ru ngủ nó bằng cái gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi trước mình niệm bốn chữ theo cái âm điệu đó mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bánh ngâm nghe mà bánh làm nó hay quá trời luôn. Cái đứa nhỏ nằm trong đó thiếp cái ngủ luôn. Mà bữa nào mà cũng ngồi cũng ru vào cái đọc sách cũng không niệm Phật là nó khóc, nó dậy, nó làm khó chịu lắm. Thì cổ nói là nhiều năm như vậy ru ngủ bằng câu Phật hiệu, chưa cần phải dạy nó. Mà Ấn Tổ nó bắt đầu biết nói là phải dạy nó niệm câu Phật hiệu, dạy cho nó là không giết trùng dế kiến, dạy cho nó là không đạp lên những cái giấy có chữ, dạy cho nó phải thương người lớn, trọng người lớn, kính người lớn, khách đến là phải kêu nó ra, nó cúi đầu, nó chào. Ai dạy được điều này? Ba bà Thái, Thái Khương, Thâm Nhập, Thái Nhậm và Thái Tự. Thì ngài Châu Văn Vương là một ông vua vương, là một ông vua đời nhà Châu, dựng nước và giữ nước 800 năm do ba bà Thái này. Thái Khương là bà nội, Thái Nhậm là mẹ và Thái Tự là vợ. Ba người này tập trung đầu tư cho một người con, đó là ông vua Châu Văn Vương thời nhà Châu, kéo dài dài cháu chắc cho đến 800 năm. Tổ Ấn Quang khen ngợi ba bà Thái. Mình cũng Thái mà không biết Thái gì.
mình không có học được lời thánh tiên hiền của thánh tiên. Ba bà Thái này thì cũng như mình thôi chứ đâu có gì khác đâu. Nhưng mà ba bà Thái này học được cái giáo dục luân lý, đó là luân thường, là cha từ con kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, anh nhường em kính. Người ta học được cái giáo dục luân lý này, học được cái giáo dục đạo đức. Cái giáo dục đạo đức dạy cho đứa con gái đó là tứ đức, gọi là tam tòng tứ đức, dạy cho nó biết được cái lễ kính mọi người, công ngôn dung hạnh, dạy cho nó biết được những cái lễ kính đó thì nó trở thành hiền nhân, thiện nhân. Cho nên bốn cái loại giáo dục này mong mọi người phải nhớ cho kỹ: giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục cổ thánh tiên hiền, giáo dục nhân quả. Đây là bốn loại giáo dục mà Hòa Thượng Tịnh Không nói đây là giáo dục toàn cầu. Nếu không có bốn loại giáo dục này và gia đình không áp dụng, con người không có thâm nhập được và hiểu được thì bằng với loài cầm thú hoặc thua loài cầm thú. Loài cầm thú nó là một loài súc sanh có tới biết nhưng mà nó không có thông minh như con người biết được lễ pháp, nó suy dại. Còn mình biết lễ pháp, thông minh, hiểu biết hết nhưng mà làm không được thì thua nó rồi. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói cái giáo dục gia đình. Nếu gia đình ai đang bị lũng củng, đang bị đổ vỡ, bắt đầu từ bây giờ mình làm như thế nào, có muộn không? Không muộn, không muộn. Quay đầu là bờ mà. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Gia đình mình đang lụng bại, mình say sở, bây giờ không biết cách nào, không biết làm sao. Ông chồng mình ông hư, bây giờ không biết cách gì mình nói cho ông hết hư. Con mình nó hư, nó ăn chơi, mình không biết cách nào để nói hết. Nói không được, nói vô nghĩa với nó, nó không có tác dụng. Càng nói càng phiền não, càng khổ đau, càng lên tăng xong. Thì giờ phải làm gì? Từ nơi ta mà làm. Làm từ cái gì? Từ cái tâm. Tâm mình phải làm gì? Cách vật. Danh từ này phải ghi vô: cách vật, trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân. Lúc này tề gia được rồi. Lúc này tề gia được rồi đó. Gia đình bắt đầu là bị mình khuất phục rồi đó. Cách vật, trí tri, trí tr, trí là trí tuệ, tri là cái biết. Trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Con này ông tổ ngày nói trong văn sao hoài, nói tới nói lui về cái việc này. Và ngày hay nhất nữa đó là từ nơi ta mà làm. Bản thân mình phải giữ được luân thường là bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, khôi phục lại được gia đình. Cái điều này là tổ nói, chúng tôi nói lại thôi. Quý vị đừng có nói chúng tôi tự bịa đặt, không có đâu. Giữ được luân thường là bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Con cô Phật tử của nó, con có một đứa con thôi, con phải hết thức sức thận trọng. Chồng thì ly dị rồi, nhưng mà con mà lạng hoạng làm không đúng thì con bắt chước con, đúng không? Vậy thì bây giờ từ nơi ta mà làm cách vật. Cách vật đó là ngăn cách vật dục. Danh từ cách vật mình nghe không hiểu nổi. Cái điều mà cách vật đây ấm tổ ngày nó không có rộng, nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rộng. Ngăn cách được vật dục. Vật dục đó là tài sắc danh thực thì. Vật dục đó là ái dục. Dâm dục do ái sanh ra. Đó hồi nãy mới nghe. Cái người mà mình thích Phật Pháp rồi mình nghe Tổ Ấn Quang nói một cái là để trong lòng liền. Cũng giống như là bạn trai thích bạn gái, ngày đêm nhớ mong mỏi chờ đợi, cô ta nói câu gì là không bao giờ quên. Rồi thương mẹ cha quá, mẹ cha nói câu gì là không quên câu đó. Quá thương để lòng, để trong lòng. Thương nhân vật đó thì những cái gì nhân vật đó nói ra là để trong lòng. Thương Phật, kính Phật quá, Phật nói cái gì ra cái là để trong lòng và làm cho được. Kính tổ quá, kính tổ Ấn Quang quá,
Ngài cứu tinh, Ngài là một vị cứu tinh cho đời mình. Ngài nói cái gì ra cái để trong lòng. Mà khi để trong lòng là họ làm được. Còn khi nói ra họ không có kính người đó thì họ quên rất nhanh. Lắng nghe chỗ này. Vợ chồng thương nhau, con cái thương cha mẹ thì cha mẹ nói gì là không bao giờ quên. Thì cái việc mà tổ ấn quan ngày dạy, cái này mấy anh em tự nghe, ghi được ý nào ghi vậy. Mình học xong cái về phòng mình để 5 phút mình nhớ những cái gì trong lời văn sao nói. Cái phước lớn nhất của cha mẹ trong đời này không phải là đem 7 báu của cải vàng bạc châu báu ngọc ngà đem đi cúng dường. Cái đó là cái phước cũng lớn mà không lớn bằng dạy dỗ con cái trở thành thiện nhân, hiền nhân và thánh nhân. Trở thành thiện nhân nó phải làm cho được. Thiện nhân đó là thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm. Nó làm được. Mà muốn nó làm được thì mình cũng làm được. Mình không sát sanh, mình không ăn thịt chúng sanh, thì mình làm được thì nó làm được. Là thiện nhân. Rồi mình không trộm cắp, mình không tà dâm. Mình thì dẫu cho không có ngoại tình, giữa vợ với chồng là chánh dâm, mà mình không có có giữ được, mình lấy cái chuyện mà ăn nằm vợ chồng làm niềm vui, thì cái chuyện này cũng ảnh hưởng đến con cái. Ảnh hưởng rất mạnh đến con cái. Dạy cho nó được, thân nó là thiện nhân, thì nó là không trộm cắp thì biết cái đứa này nó giàu cỡ nào. Cái đời trước cho nó không ai dạy dỗ cho nó bị trộm cắp, nó thiếu phước báu. Đời trước chắc chúng tôi cũng trộm cắp hay là không biết bố thí cho nên nghèo quá cỡ luôn. Nhưng đời này gặp được Phật Pháp sớm cho nên biết được cái giới là không trộm cắp và thích bố thí, thích giúp cho người khác. Mình có thể bỏ tánh mạng mình cũng phải lo cho người khác, đó là bạn bè thôi chứ chưa nói thầy chuyện thầy trò. Thì gì? Thì con người này sẽ là con người giàu nhất thế giới, thế gian. Tuy rằng tiền của không bằng những người tỷ phú, nhưng mà họ cần cái có à, họ cần cái có liền à. Còn mấy người tiền của họ quá giàu nhưng mà họ cần để mà thay đổi từ miếng đất sang căn nhà, từ căn nhà sang cái xe, họ hoán vị không được. Cái phước có đó nhưng mà không đủ cái đức để mà vận hành được cái phước này để cho theo ý muốn mình thì cũng chưa phải là đủ phước. Ví dụ họ quá trời giàu, tiền của quá nhiều nhưng mà họ khi họ muốn làm cái việc đó làm không được. Tuy rằng có tiền mà làm không được. Muốn mua miếng đất đó mà chuẩn bị mua cái người khác mua mất. Chứ không phải là đơn giản, có tiền là có thể là có phước nha. Cho nên cái người mà họ không trộm cắp, họ không khởi lòng tham, họ không muốn chiếm hữu của người khác làm cho mình hại người mà lợi mình, thì người này giàu nhanh lắm. Giàu nhanh lắm. Một mặt là họ vị tha vì người khác, một mặt là họ không phải ích kỷ mà họ là người tiết kiệm tằng tiền. Tích phước bằng cách tằng tiền tiết kiệm không xài mà đi bòn phước thêm nữa thì người này mau giàu thôi. Đúng không? Người này mau giàu thôi. Còn mình một mặt là không tiết kiệm phước, xài phung phí, ích kỷ vô cùng, xài cho mình là xài tới nơi luôn. Nhưng mà đối với người khác thì bòn mót từng chút từng chút. Những gia đình chúng tôi biết, trời ơi, đụng đến cái chuyện gì với họ, từ con đường cho đến đất đai cho đến mọi việc là kinh khủng luôn. Cả gia đình ra chửi xối xả, làm dữ dội luôn, làm kinh khủng cho người ta sợ luôn. Thì họ được cái hơn người khác về cái chút đỉnh vật chất với cái sự mà trù dập người khác. Nhưng mà gia đình này bị rối lắm, bởi vì cha mẹ dạy cho con cái, mà chính cha mẹ ra cũng chửi rủa, làm đủ trò, con nó hồ theo. Thì mình dạy cho con cái, về sau nó sẽ chửi mình, nó đánh mình, nó giết mình, không tốt đâu. Nhưng mà họ đâu có biết đâu, họ đâu có biết cái nhân quả. Cho nên cái thiện ác khó phân biệt vô cùng, khó lắm chứ không phải là dễ. Không có phước đức nào lớn bằng phước đức dạy dỗ con cái làm được người thiện nhân. Miệng nó không nói láo, bản thân mình cũng không nói láo, mình là chân thật. Có cái cô đó có nói mà, con thực sự con dạy cho học sinh của con là không nói láo, bản thân con cũng không nói láo. Và nhiều cái việc đến với con là buộc con phải nói láo, con kêu thà chết. Thì con người này là con người thiện nhân,
họ không nói láo được là thiện, thiện của khẩu thiện, rồi ý của họ không tham sân si, thì người này là thiện rồi. Mà khi con người này là thiện rồi thì cả gia đình họ là một gia đình thiện, thì nhiều gia đình thiện thì một xã hội sẽ là thiện, và xã hội này thiện thì đất nước này sẽ là thiện, và nhiều đất nước thiện thì không có thiên tai, không có dịch bệnh, không có chiến tranh, không có giặc giả, thì đất nước này là đất nước bình an. Đất nước nào? Đất nước Tây Phương Cực Lạc. Còn đất nước này mà kêu để làm chuyện này thì hơi khó. Vì thánh hiền các vị Bồ Tát họ họ ẩn tu hết trơn rồi quý vị. Vì sao họ ẩn tu vậy? Lắng nghe. Họ không giáo hóa được lòng người. Lòng người cứng cỏi, ngang ngạnh, bướng bỉnh, rồi gian ác, quá nặng rồi. Họ không trị được, họ không có giáo hóa được thì ở đây để làm gì? Họ chỉ đến cái chỗ nào họ giáo hóa được, cái cảnh giới nào, cái quốc độ nào họ giáo hóa được thì họ đến. Còn cái duyên họ còn lưu trụ vào đây mang cái xác thân dương báo, họ còn ở lại là mang xác thân của người, họ cũng ẩn. Không đến lúc họ phải xuất hiện, bởi vì họ xuất hiện cũng vô ích, không nói được, không giải quyết được, cho nên họ ẩn. Các vị thánh hiền Bồ Tát ở trong cõi này, Phật thì chỉ có mình Đức Phật Thích Ca thôi. Chừng nào mà cái chánh pháp và tượng pháp mà hết rồi đó, một vạn tức là 12.000, một vạn là 10.000, mà một vạn hết cái thời chánh pháp, chánh pháp là 1.000 năm đầu là chánh pháp, 1.000 năm thứ hai là tượng pháp, và 10.000 năm mạt pháp là 1.200.000 năm, là 12.000 năm là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, là hết 12.000 năm là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca không còn nữa. Thì lúc đó Ngài Di Lặc ra đời thì chỉ có Phật thứ hai xuất hiện thôi. Chứ trong cái cõi này không có vị Phật thứ hai. Đó là cái quy ước của các vị Phật. Bồ Tát có. Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, thành Phật ở cõi nào đó thể hiện trong cõi này. Quý vị mà nghe vị nào xưng mình là Phật là giả, không thiệt. Thì các vị Bồ Tát này họ ẩn hết. Họ ẩn ở đâu vậy? Họ ẩn trên non cao, nơi thanh tịnh, nơi lòng người ngay thẳng chân thật, họ ở trong đó, họ hòa nhập trong đó, họ sống. Như vậy cho nên thành ra là đó là cái cõi đời này thiếu may mắn vô cùng, các vị thánh hiền Bồ Tát Phật ẩn hết trơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nhập Niết Bàn rồi. Cho nên đây là cái nguy kịch của lòng người bắt đầu gian ác. Chúng ta thấy con cái bây giờ xem cha mẹ coi như không ra một cái gì luôn, thì cũng do cha mẹ xem ông bà nội, ông bà ngoại không ra một cái gì luôn, thì bắt đầu cái nhân quả nó đắp đổi cho nhau. Cha mẹ nói đầu này đi đầu kia, không chấp hành một chút gì hết, thì cái đó là cái việc mà một phần cũng do cha mẹ, một phần do con cái, cái sự biến bỉnh ngang ngạnh quá lớn. Không có cái tội nào lớn bằng cái tội không biết dạy con cái. Và không có cái khổ đau nào lớn bằng cái khổ đau con cái hư hỏng, nó đeo mang đến khi mình chết hoặc nó chết thì thôi. Cho Ấn Tổ Ngài hay nói, cái phước trong trời đất này, trong cái cõi này á, không có phước nào lớn bằng cái phước để dạy dỗ con cái nên người thành hiền thiện. Họ là người thiện nhân, họ là người hiền nhân. Hiền nhân tức là họ ngộ được cái lý vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, khổ không vô thường, vô ngã. Họ ngộ được, ngộ là hiền. Họ chứng được là thánh. Chứng tức là họ chuyển được tham sân si mạng nghi là chứng thánh quả. Họ chuyển được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến là kiến hoặc, họ vô sơ quả. Những người thánh này họ là thánh nhân, là họ chứng được. Còn hiền nhân là họ ngộ được thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cái vô thường đến với các người hiền nhân á là cha gia đình mất á, hoặc là thân này mất, họ thấy rất bình thường, đó là chuyện bình thường, họ ngộ được rồi, họ thấy rõ ràng chuyện đó là chuyện bình thường.
Rồi hoàn cảnh có thể thay đổi như thế nào đi nữa, đang yên ổn tu hành, bị dịch bệnh, bệnh chuyện gì đến với họ, họ thấy bình thường, thì người này ngộ được cái hoàn cảnh vô thường. Tâm họ suy nghĩ linh tinh lang tang lúc này lúc nọ, họ thấy nó là vô thường, họ không chạy theo nó, thì cái người này gọi là hiền. Và họ ngộ được là gì? Vô thường, vô ngã. Họ ngộ được thì gọi là hiền. Họ chứng được gọi là thánh. Cái này tổ Ấn Quang ngày hôm nay, hiền là ngộ mà thánh là chứng. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để cho thiên hạ đất nước được an định hài hòa thì phải từ nơi tâm ta mà làm. Tâm ta phải cách vật, ngăn cách được vật dục là sự ham muốn, thì con cái mình nó cũng sẽ không ham muốn một cách quá độ, và nó ham không được, nó trở thành trộm cắp. Ngăn cách được trong hai cái mà ngũ dục đó là tài và sắc, ngăn cách được vật dục này thì trí tuệ bắt đầu phát sanh. Đơn giản vô cùng, ngăn cách được vật dục thì trí tri, là cái biết của trí tuệ, là phát sanh ngay. Thì khi mà họ ngăn cách vật dục, trí tuệ phát sanh thì tâm họ luôn luôn là chánh. Họ nói câu gì cũng là chánh hết trơn à. Thì gọi là tâm họ là chánh. Thì tâm bắt đầu chánh rồi thì hợp với Phật, niệm Phật được vãng sanh, vì tâm người này hợp với Phật. Ấn Tổ hay nhắc cái câu, nếu tâm người đó không chánh mà tâm đó là tà thì người niệm Phật không vãng sanh, bởi vì tâm này ngăn cách với Phật mà. Còn tâm người này là chánh rồi thì họ niệm Phật vãng sanh, bởi vì tâm này hợp với Phật. Và chánh tâm là lúc này người này là luôn luôn thành ý. Thành ý là cái lòng lợi tha và cái lòng vì chúng sanh nhân loại của họ lớn. Sở dĩ người đó vì sao mà họ thuyết pháp được, có vị thầy này ông lý luận cái điều này đúng hay. Tâm người này ích kỷ không bao giờ thuyết pháp được. Tâm người này vị tha, lợi tha, vì chúng sanh, thương yêu chúng sanh đau khổ, người này thuyết pháp được. Nhớ cái bí quyết chỗ này. Mà tâm ích kỷ tức là cái gì cũng lo cho bản thân họ. Họ khổ một chút, họ buồn một chút, họ có cái gì trục trặc một chút, đó là họ không chịu nổi. Thì tâm ích kỷ không vì lợi tha thì người này nói pháp không được. Mà tâm càng lợi tha lớn thì cái sự thuyết pháp của người này siêu quần bạc tụy. Vì mình ích kỷ, mình muốn đem cái gì người ta, mình cho người ta làm gì có. Bởi vì khi mình ích kỷ quá, phước mình không có, cho nên tiền cũng không cho người ta được, không giúp gì người ta được hết, thì làm sao cái chuyện Phật pháp là cái chuyện đâu phải dễ mình có thể nói cho người ta nghe được. Đó. Cho nên thành ra cái việc mà để mà người đó muốn làm được việc lớn thì tấm lòng người đó phải lớn. Ấn Tổ người nói một con voi nó hút nước, số lượng nó nhả ra được một phi. Cái lượng mà voi nó hút vô để nó nhả ra thì một phi nước không bao lâu hết. Một con bò uống vô vài hụm là nhả ra một phi rất lâu. Rồi một con gà uống chút rồi nhả ra thì càng lâu nữa. Một con muỗi mà hút một giọt nước hoặc một giọt máu để cho đầy cái phi thì biết chừng nào. Do cái lượng tâm của nó thôi. Lượng tâm con muỗi quá nhỏ hẹp và cái thọ mạng nó chỉ là 7 ngày hoặc là 14 ngày. Do cái thân nó sở dĩ là con muỗi, cho nên cái lượng tâm nó quá nhỏ, quá ích kỷ, cho nên nó phải biến làm loài súc sanh đó thôi. Đơn giản, một con người vì sao họ giàu, họ đẹp, họ sang trọng như vậy là bởi vì cái tâm lượng họ lớn. Họ làm việc thiện sẵn sàng, họ làm rất dễ dàng, không tính toán suy nghĩ. Còn mình làm một chút xíu việc thiện, mình tính tối ngày, không biết có nên làm hay không. Cúng có 50 ngàn mà cho suy nghĩ muốn biên cái đầu luôn, không biết ông thầy nhà có nên cúng không nữa. Không biết cái cho nên tặng cho người nghèo đâu. Tính suy nghĩ đúng trò chứ. Có 50 ngàn thôi mà tính quá trời. Còn người ta bỏ 50 ngàn, 5 tỷ, 50 tỷ người ta làm cái vèo đơn giản. Cái lượng tâm họ lớn. Thì muốn khai mở tâm lượng thì sao? Lắng nghe chỗ này. Muốn khai mở tâm lượng thì chỉ có niệm Phật khai mở nhanh nhất. Để tâm lượng mình bằng với tâm Phật thì chỉ có niệm Phật. Muốn khai mở tâm lượng mình, tâm đồng tâm chư Phật, hạnh đồng hạnh chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật, giải đồng giải chư Phật, thì niệm Phật là nhanh nhất. Tâm đồng tâm chư Phật, câu này nghe hay đó. Nguyện đồng nguyện chư Phật, hạnh đồng hạnh chư Phật,
giải đồng giải chư Phật, tính đồng tính với chư Phật, nguyện đồng nguyện với chư Phật, thì niệm Phật là nhanh nhất. Tâm đồng tâm Bồ Tát, hạnh đồng hạnh Bồ Tát Quan Âm, chỉ có niệm danh hiệu Quan Âm là nhanh nhất. Tâm đồng tâm Bồ Tát Thiên Thủ, nguyện đồng nguyện Bồ Tát Thiên Thủ, thì chỉ có niệm thần chú Đại Bi là nhanh nhất. Cái này lời ông Tổ này nói. Bây giờ cái tâm mình để ta đồng tâm chư Phật, cái tâm mình để mà đồng với những cái tâm, những người mà giàu có, mình không nghĩ đến cái chuyện là phải khai mở cái tâm, mà mình chỉ nghĩ làm sao mình được cái ngọn là cái vật chất, là cái hiện tượng bên ngoài, mong làm sao cho được. Thì cái chuyện này không thể nào mong được đâu. Mong như vậy thì vô ích, mất thời gian. Người ta đang giàu có, người ta đang có sung sướng, người ta có tiện nghi, xe cộ đầy đủ, mà mình mong cho được những người đó mà không mong cho cái tâm mình bằng người đó thì không kết quả. Có nhiều người nói trời, tôi mong sao có xe có của, cổ tôi mong con đi tu, rồi tôi mong con tôi làm pháp sư giảng sư, mong đủ kiểu hết trơn, nhưng mà không có tập trung từ nơi cái gốc để cho nó hết có thể thành tựu được. Cái gốc đó là phải khai mở từ nội tâm. Tâm đồng tâm chữ Phật, chỉ có niệm Phật là nhanh nhất mà mau thành tựu nhất. Bởi vì lấy cái quả giác của Phật A Di Đà làm nhân địa tâm mà. Lấy quả địa giác làm nhân địa tâm, lấy quả địa giác của Bồ Tát Quan Âm làm nhân địa tâm của mình, thì tâm mình giống như tâm Bồ Tát Quan Âm, nhanh cực kỳ. Trong vòng 3 năm là thấy có tín hiệu rồi. Còn nếu mà mình lấy cái tâm mình mà để mà làm phước, để khai mở như Phật là cái ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu vô cùng. Còn cái này chỉ có 3 năm tín nguyện niệm Phật về tới Tây Phương Cực Lạc nữa thì thôi rồi. Còn cái gì nữa? Thực sự cái người mà họ chịu niệm Phật là 3 năm. Mà cái người chịu niệm Phật này là họ buộc họ phải buông vạn duyên. Duyên nghịch, duyên thuận, duyên gì đến với họ cũng không có mất câu Phật hiệu. Không mất. Lúc này người này là họ đang ở một chỗ để họ hưởng thụ cái cảnh giới đó. Họ hưởng thụ cái pháp vị đó. Kêu họ đi đâu họ cũng không đi. Họ sợ mất. Cõi này nó thối chuyển liền liền, dễ mất vô cùng. Cho nên thành ra cái việc mà để giáo dục trong gia đình, thì Tổ Ấn Quang Ngài nói gia đình đổ nát, gia đình lộn xộn, gia đình bất an là do phá vỡ gia quy. Cũng như trong cái khu chuyên tu mình, cũng như tỉnh thất mình, không chấp hành nội gia quy, không chấp hành nội quy, quy cũ. Ai muốn tu tu, ai muốn làm làm. Hôm qua có cái chú Tấn ở dưới Cà Mau, chú này tâm chú cũng rất là tốt. Chú nói mỗi buổi sáng nghe sư phụ giảng nó hữu ích mà con hoan hỷ vô cùng. Lời nói nó nghiêm minh, nghiêm nghị, nhưng mà không có phải là sát nhân, không phải là làm cho người ta khổ lên bờ xuống ruộng. Phải nghiêm như vậy là gia quy nghiêm chỉnh. Muốn tù tù, muốn làm không, muốn tù tù, muốn không không, muốn làm muốn không không, coi như là lộn xộn. Gia đình cũng vậy, con cái đến giờ ăn không ngồi chung với cha mẹ ăn, đến giờ ngủ không về nhà ngủ, đi đâu qua đêm, rồi cha mẹ nói không nghe, làm theo ý mình, thì gia đình người này bị phá vỡ cái gia quy rồi. Mà trong xã hội mà nhiều gia đình như vậy thì quý vị thấy xã hội nó ra sao? Rồi nhiều cái xã hội trong một tổ chức đất nước thì đất nước như thế nào? Cho nên thiên hạ, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là xã hội. Cái gốc của xã hội là cái thân, mà cái gốc của cái thân là cái tâm. Ông Tổ hay nhắc cái chỗ này. Như vậy bây giờ muốn làm cho thiên hạ là đất nước, là xã hội được an bình thì từ nơi thân tâm ta mà làm. Thân tâm ta đó là luân thường, là bổn phận, là cách vật, là trí trí, là đánh đổ những ham muốn sành bậy, là giữ lòng thành, ngăn chặn lòng tà. Thì chắc chắn người này sẽ là thành thiện nhân, thì gia đình này trở thành là gia đình hiền thiện, gia đình văn hóa mẫu mực, đúng không? Cho nên
Cho nên thực sự mà nói hôm nay quý chú quý thầy đang ở trong khu chuyên tu, đang ở trong tịnh thất tịnh tu, đó là một cái sự may mắn. Một số các thầy đi ra ngoài như thầy Hưng hôm nay lên thăm, mấy thầy đó đến gặp thầy Hưng nó muốn về chỗ thầy Nhàn lại mà ngại quá. Vì cái lúc đi thầy Nhàn khuyên không chịu nghe, khuyên ở lại không chịu nghe. Thứ nhất, thứ hai nữa là ra khổ quá, bây giờ đi về lại không mặt mũi nào nhìn. Anh em ở đây làm vườn rau, làm bao nhiêu công việc cực khổ, chẳng lẽ giờ mình về mình hưởng, ngại không vô được, vô không nổi. Cho nên cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Cá không ăn muối cá ương, trò cãi lời thầy trong đường trò hư. Đúng không? Ý chang. Cá mà không có muối ướp cho nó thì nó bị sình, nó ương ngay. Rau cũng vậy. Thầy Trí Thạnh, thầy Hưng, thầy nói rau mà mua ở dưới đó khoảng 4 ngày là bắt đầu là nó nhão nhét, nó hôi rồi nó rửa ra liền. Mà rau trên này mang xuống gần cả tháng không sao. Mỗi lần bữa nay như thầy lên thì mang 2 thùng rau về là ăn cả tháng, không hư, ngồi á. Mấy rau kia bắt đầu nó hư rồi mà để tủ lạnh nó cũng bắt đầu rửa ra. Cái lúc chúng tôi vô siêu thị mà ở ngã ba Vũng Tàu lúc trước mà đi học ở dưới đó, cái ngang mua cái siêu, vô cái siêu thị đó mua mang về đồ, mang về nó để lâu ngày trong lạnh quá cho nên thành ra mang về cái là nó nhũng liền tức khắc, trong 2 ngày là nó nhũng liền. Còn cái sức sống của rau mà nó không có thuốc á thì nó sức sống rất mạnh, nó lâu hơn. Còn mình xịt thuốc thấy chừng lên là tôi tươi tốt, mình thấy chừng là nó không bị sâu nhưng mà trong đó nó nhũng hết trơn. Ăn vô là đau bụng. Nay cái bụng của tôi nó báo tín hiệu nhanh vô cùng. Ăn cái gì mà không ổn cái là bắt đầu nó thải liền, nó đi cầu chảy ra liền để nó bảo tồn được cái đường ruột, cái đề kháng mình nó mạnh đó, chứ không phải là bị gì đâu. Chứ con cá mà không có ướp muối thì nó ương liền. Cá không ướp muối, mình danh từ cho nó thuận ngôn ngữ là cá không ăn muối cá ương. Cá không ướp muối là cá ương. Con cãi cha mẹ trong đường con hư. Có cái cô đó cũng mà thấy anh chàng đó vừa là đẹp trai mà thiệt ra thì già hơn cổ cũng 20 tuổi, bao nhiêu anh đến đeo đuổi cũng không chịu. Có anh này trời mưa thiệt là mưa, anh cầm dù tới bắt đầu là anh ngồi nói chuyện, anh mua rồi thuốc mua quà rồi đến cái cô này cảm động, nói trời ơi mưa gió mà anh quan tâm như vậy chắc là chừng mà mình khổ chắc anh lo cho mình dữ lắm ha. Cái mẹ nói không được, hôm nay không có đời chồng rồi, con nuôi con sanh con ra con nuôi cho còn không nổi huống hồ con nuôi cho con cổ chồng con nữa rồi con riêng nữa sao con làm được. Cô mới nói một câu, má con thương anh này tốt, trời mưa mà anh cầm dù đến là anh này coi như là chịu khó chịu cực có thể lo cho con được, con sướng khổ con ráng chịu. Hay à, sau đó một con làm cho lên bờ xuống ruộng ông hai ba bà đó, ui cuối cùng về đâu dám nói với má một câu nào đâu. Về cứ lâm trầm nước mắt ngồi nói đâu dám nói nữa đâu. Bây giờ nói con là con sướng khỏi con chịu cho con lấy đi. Ông kêu à, má kêu à lấy đi. Rồi cuối cùng thôi khổ lên bờ xuống ruộng. Thấy không? Cá không ăn muối, cá không ướp muối cá ương. Con cãi lại má trong đường con hư rồi đó. Ai hiểu được điều này? Người này phải có thiện căn thì mặt may họ nghe lời. Cho nên trong cuộc sống của chúng tôi tính ra cái lượng mà quý thầy ở khu chuyên tu đi ra cũng hăm mấy vị rồi. Có vị sinh cái chúng tôi hoan hỷ liền, có vị sinh chúng tôi thấy không ổn, cái linh tính mình thấy là người này không ổn, ra đúng e dè, lên bờ xuống ruộng khổ biết chừng nào mà kể. Đó. Cá không ướp muối cá ương, trò cãi lại thầy trong đường trò hư, y chang. Thì cái nguồn gốc từ đâu? Cái nguồn gốc từ đâu? Họ vô trong này là nguồn gốc từ cha mẹ không có dạy dỗ. Dạy nhưng mà dạy cái kiểu của cha mẹ phàm tục. Tôi giết mày, tôi đánh mày, nghe mày đừng có hương, tôi cho mày xuống ruộng, xuống bờ, tôi đá mày chết bây giờ nghe mày. dạy cái kiểu mà không thực sự là uống nắng cho nó thành hiền thiện, mà dạy cho nó là hoàn toàn bằng cái tâm bực tức sân hận không. Nhiều lúc chúng tôi có khi làm công việc rồi, mình là phàm phu đâu phải thánh đâu, tâm sân cũng còn, nhưng mà không đến nỗi là mình nói lỗ mãn, không đến nỗi nói lỗ mãn. Nhưng mà thực sự hôm nay chúng tôi ngồi với anh em đại chúng, chưa có một người nào trong này giàu là
cái người nhỏ tuổi nhất trong này là em chú Linh, bây giờ đi lên chùa rồi, là chú Tài rồi, chú Bảo rồi, trong này chưa khi nào có một niệm khinh thường bất kính họ. Cái này nói chân thật, không dám, bởi vì họ cũng là một con người và họ có Phật tánh. Đôi khi mình khởi cái niệm này lên chính là mình giết mình, giống như sắc sanh xét mà xét lại ăn sắc, nguy hại vô cùng. Không dám khởi một niệm, tuy rằng vì công việc mình là người lãnh đạo, mình hướng dẫn, mình nói họ, mà nhiều lúc họ vì làm công việc mệt quá hoặc lúc phiền não gì đó mà họ không có cái chia sẻ cho mình biết, mình cứ nghĩ là uống nắng để họ tốt, chứ đâu phải mình có cái tâm thiên vị để mà chù dập làm cho họ khổ hay cho họ phiền não đâu. Thì mình đem cái tâm này mình sống thì nhiều người họ mới sống được với mình. Và thực sự là như vậy, chứ không phải nói hoài lỗ miệng. Con cái nó thấy cha mẹ nó bỏ nó đi hết trơn, nó sợ, nó không dám ở chung, thì cha mẹ dạy không biết cách dạy nó. Cho nên hình ra Ấn Tổ Ngài nói lúc còn nhỏ nó còn sợ mình, nó chưa có cơ hội để lung quang đi bộ đời. Từ bắt đầu biết nói 5-6 tuổi, 3-4 tuổi cho đến 8-9 tuổi răng đe được, lấy roi vọt đánh nó được. Nhưng bắt đầu 13-14 tuổi dậy thì rồi, nó biết sớm làng, nó biết bạn bè, nó biết bên ngoài đời rồi đó ngang. Mà roi vọt cứng với nó một cái là nó đi mất. Thì bây giờ lúc này phải thân giáo, nó hiểu biết rồi phải thân giáo. Mình làm cho bằng được, dùng thân để giáo hóa. Nói ít thôi. Nhưng có cô Phật tử Hà Nội có nói, con có một đứa con gái thôi mà lúc trước nhiều lúc nó làm con khổ, mà hôm nay con áp dụng lời sư phụ là con ít nói. Lúc trước mình làm cái gì mình bắt nó phải làm, mình nghe pháp mình bắt nó phải nghe, hôm nay con nghe con không nói gì hết. Con để tự nó từ từ rồi bắt đầu nó có thiện cảm với mình, rồi nó thấy mình con người tốt, nó kêu ổ sao má mình nghe pháp tốt quá, bắt đầu từ từ nó nghe. Cái đó là dùng thân giáo hóa, cái chỗ này quan trọng này nha. Dùng thân giáo hóa thì người khác sẽ thuận theo. Câu này phải học thuộc lòng. Dùng lời để dạy sẽ có sự tranh cãi. Cái này áp dụng suốt đời cũng không hết. Chúng ta thấy mấy người mà họ ra vẻ ta đây, họ giáo hóa chồng, họ giáo hóa con. Nhiều người vợ họ lộng hành lắm, và họ nói lêu lẻo vậy mà họ làm không có được. Dẫu cho làm được đi nữa, lắm lời người ta không thích. Cái người mà im cậy miệng không có một lời ở ngàn, người này gọi im lặng như sấm sét á. Danh Đức Phật Ngài có 4 cách giáo hóa mà. Họ quán căn cơ thấy người đó có thể diễn giải, nói cho rộng ra cho người đó hiểu là Ngài giáo hóa bằng cách diễn giải. Cái người đó diễn giải thừa, nói trực tiếp ít thôi, Phật nói ít thôi. Có những người đó Phật hỏi ngược lại, không có giảng mà hỏi ngược lại thôi. Cũng như hôm qua chúng tôi kể cái vị đó lên chửi Phật xối xả luôn, khi này các thực Ngài im, Ngài không nói một lời, nói nhiều lời vô ích. Cuối cùng Ngài hỏi ngược lại, người dọn cơm lên rồi, người không có ăn, người dọn cơm lên rồi, khách không có ăn, người khác không ăn, thì người tính sao? Kia tôi ăn hết chứ sao? Cái hồi nãy giờ người chửi ta không có nhận cái gì hết, thì người tự nhận hết thôi. Hỏi ngược lại đó, không nói nhiều. Rồi có cái trường hợp Phật im lặng, không trả lời. 4 cách giáo hóa: im lặng, hỏi ngược lại, trả lời trực tiếp và dạy dỗ bằng cách diễn giải, tùy theo căn cơ mà Ngài nói. Có những người như thí dụ chúng tôi thấy thầy Nhuận Kiên mình á, thì thầy xin lần đầu chúng tôi khuyên thầy nên ở lại, nên tu đem cái công đức hồi hướng cho gia đình, bởi vì gia đình thầy cũng khổ, thầy muốn về để thầy làm của cải vật chất để có tiền bạc giúp cho gia đình. Thì chúng tôi mới nói nếu mà gia đình mà có vật chất mà hết khổ thì Đức Phật phải ở nhà để lo cho vua Tịnh Phạn chứ không có đi tu. Rồi lúc đó thầy nghe mà hôm vừa rồi thầy xuống thì xin thầy vừa kêu cho con về, thì giác nhàng ừ liền, không nói nhiều lời nữa, bởi vì thầy đã chuẩn bị hết trong tinh thần rồi, và xin lần thứ hai thì mình không khuyên được nữa, thì thôi thầy về. Bây giờ mình nói nhiều lời nữa thì nó mất công làm cho thầy khó xử. Nhưng mà những người mà chúng tôi khuyên không được thì thôi không khuyên nữa. Cho nên thành ra cái sự giáo hóa khó vô cùng. Nên áp dụng lời của Tổ sư Ấn Quang là dùng thân giáo hóa. Ví dụ như hôm qua thầy Hưng lên rồi, chúng tôi cũng có vài công việc, cho nên buổi tối chiều thường mỗi tuần xong một lần, xong bằng cái ấm sắc thuốc một ít lá trong đó. Thì Ngữ mang đồ xong vô định qua với thầy Hưng, xong rồi cuối cùng thì
thì không công phu buổi tối được, là vừa song song với hai nó có vài công việc cũng định qua sắp xếp công việc với thầy Hưng. Thì thầy Hậu tu bên cái chánh điện bên hông, ông thấy bật đèn sáng, ông nhìn vô thì ông nhìn bình thường mà tự nhiên trong lòng nó hơi hổ thẹn. Mình đã nói mỗi buổi tối mình tu rồi mà sao bây giờ mình lại không tu. Nhưng mà dĩ nhiên là nó có công việc chứ không phải mình làm biếng, thì tự nhiên mình thấy hổ thẹn. Cho nên thành ra mình nói mình không làm không được, phải làm là dùng thân để giáo hóa thì người khác sẽ thuận theo. Mình kêu họ làm mình không làm thì thời gian họ cũng không làm đâu. Cho nên thành ra là có một cha mẹ dắt đứa bé tới thăm vị thầy. Vị thầy đó khuyên nó bỏ kẹo, bây giờ cha mẹ buồn phiền gì nó là nó ăn kẹo súng hết răng luôn, mà ăn dữ lắm. Mỗi lần đi chợ về là phải có gói kẹo cho nó, không có nó ngồi nó khóc nó rầm mình làm mấy. Thì cuối cùng lên ông thầy ông khuyên con đừng ăn kẹo nha. Nó về nó vẫn tiếp tục là gì? Nó ăn. Thì ông thầy cũng nói ô bản thân mình cũng thèm kẹo, mình khuyên ai. Bắt đầu ông kiên quyết ông không ăn kẹo. Bắt đầu là ông bớt ăn ngọt lại. Thời gian 1-2 tháng sau ông lên ông khuyên con không ăn kẹo nha. Nó về nó không ăn. Ô hay vậy ta. Là bởi vì ông không ăn kẹo nữa, ông không ăn ngọt. Ông nói nó ăn cái nó làm theo. Thì vị thầy đó khi về đợt sau dắt lên hỏi nó còn ăn kẹo kia không, sau đợt sau lần thứ hai thầy khuyên là nó không ăn, ông kêu ta lúc trước cũng ăn kẹo cho nó khuyên nó đừng ăn kẹo gì gì, đợt sau ta không ăn kẹo ta khuyên nó cái là nó không ăn kẹo. Cái đó là dùng thân giáo hóa. Cho nên cái việc mà giáo dục gia đình là cái việc mà đề tài này là không phải là nó có hạn mà vô hạn, không phải hữu hạn mà vô hạn, nói hoài. Thì từ khi mà bắt đầu tỉnh thức áp dụng từ từ văn sao là chúng tôi thấy khởi sắc hay. À, cũng như lúc trước thầy Chánh, thầy hay quen cái việc đi dạy học rồi thụ động ở một chỗ nghiên cứu niệm Phật, ít có ra ngoài. Nhưng mà mới áp dụng lại là quy củ thơm thảo chúng thường trụ là ai mà không có đi làm mà không có lý do mà cứ bệnh thì phải đi chữa bệnh, còn không thể quỳ trước chúng hoặc giả là cho ra cái là nắng cái là hôm qua thầy khiên tôi đi ầm ầm tiêm bệnh rồi văng hết cái gì đó, hôm qua chúng tôi lên thấy ông nội tôi nó đi ầm 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 kêu ngon dữ ta, ngoan nhỉ. Nó thấy không, nó phải có cái quy củ, nó có cái răng đen một chút, thấy không đó. Chứ đời nào mà ông đi khuyên tên mà không phải thầy sợ nhưng mà thầy cảm được cái lời của chúng tôi, chắc ông kêu chuộng thầy nhàn ở dưới này cũng đi làm lụng đồ văng nắng đồ đen thôi tội nghiệp thôi đi làm chút ấy. Làm sao cho họ cảm được cái tâm này, thấy không, đi làm chút xíu vậy vô nghỉ khỏe, không ai đá động vô nên mình đúng cái công việc thôi, ai đá động mình nữa đâu. Còn khi mình trốn thì thấy nó qua cái việc làm thì thấy nó nhẹ thiệt, nhưng mà thế nào cũng bị người ta khui ra, thấy không? Cho nên hình ra là một cái tổ chức nó khó vô cùng. Tổ sư Ân Quang ngài nói cái việc mà giáo dục đứa trẻ mà con trẻ đó thì gia đình hưng thịnh là từ con trẻ này trở thành hiền nhân, thiện nhân và thánh nhân. Mà đất nước này muốn cho hưng thịnh thì trông vào 100,000 con trẻ trở thành hiền, thiện nhân, hiền nhân và thánh nhân. Cho nên hôm nay Giáo Nhàn muốn nói đến cái việc giáo dục gia đình này. Mấy anh em huynh đệ hôm nay nghe rồi mình về mình lấy cái cuốn sách giáo dục gia đình của Ấn Tổ coi tới coi luôn. Cũng như trước khi hôm nay chúng tôi giảng là chiều hôm qua bắt đầu chúng tôi coi, đọc tới, đọc lui, câu nào hay cái mình trích ra để mình nhớ vô. Thì cái lời của Ngài bắt đầu đi vào trong tâm của mình, nó biến thành một cái thức ăn tinh thần cho mình. Rồi mình đem ra để mình nói cho gia đình của mình ở khu chuyên tu, cho gia đình của mình ở tỉnh Thất Quan Âm và cho gia đình của mình là từng nhà trên toàn thế giới. Các nước trên thế giới cũng như nước Việt Nam, họ áp dụng lại được những cái câu hồi nãy chúng ta nói. Thực sự khi mình nghe mình hiểu để làm được cách một trời một vực. Có nhiều người ta nói hiểu rồi, đơn giản cái gì đâu, nói hoài khổ quá, nói mãi, biết rồi khổ quá, nói mãi. Đó, tiếng Bắc nói thế đấy. Nhưng biết để làm được cách một trời một vực. Nghe không? Đó, ví dụ giờ cái chuyện mà gì uống rượu rồi nói xàm xàm. Có nhiều ông trời ơi, thay đổi cả một vấn đề, nó phải dễ đâu. Cho nên thành ra nghe hiểu biết với làm khoảng cách rất xa, nghe hiểu biết với làm khoảng cách rất xa, không phải dễ đâu. Làm để uống nắng lòng người đó phải đơn giản, khó vô cùng. Thì hôm nay chúng tôi soạn mấy cái lời khai thị của tổ sư Ân Quang, còn 5 phút nữa thầy Tánh đọc
Cái này đặc biệt anh em ngồi nghe nha. Đó, hôm nay ghi được mớ rồi thấy chưa? Có vốn rồi đó. Vài bữa nữa thì thầy Phổ rút ra trước thầy Nhàn dạy cho tôi bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 4, ngày 24 tháng 4 nè, vân sao nè, tiểu vân sao bủ bối nè, rút ra một cái là không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang dạy về giáo dục trong gia đình. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện suông, mà ít phải có con tham dự giúp đỡ sự sinh trưởng thì mới chẳng thèm. Nếu không thịt đi thay chạy, suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được? Nếu lãnh hội được ý này đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn dạng nói hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm, cư xử nói năng điều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói, dạy cho bọn trẻ nhỏ lẽ chánh, công lao bằng với công lao của bậc thánh như vậy. Tức là nói về điều này, nếu có thể dùng cái tâm này đi dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng, con người sẽ được cảm hóa, chẳng đời phải đốc thúc quả trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn dân khốn đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau. Dân không lẽ sống, điều do cha mẹ trong gia đình không khiếu dạy, thầy giáo trong nhà trường không khiếu dạy, đến nỗi kẻ có thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc chánh nguồn trong, để làm chuyện vun bồi nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn trích dẫn văn sao tục biên thư cho lời cư sĩ Trác Chí Lộc. Cổ nhân nói, do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì biết chẳng có lẽ ấy. Này thế đạo lộng lạc đến cùng cực, bỏ hiếu, bỏ lương thường, vứt bỏ hô thèn. Đúng là muốn cho con người chọn chẳng cách gì cầm thú thì mới xứng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là gốc rễ chung của sự lộn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ lộn lạc ấy được nảy nở xung xuê chính là vì trong gia đình không khiếu dạy dỗ. Trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp là cầu công danh, chọn chẳng nhắc đến chuyện đánh đổ những ham muốn sân bày để khôi phục lễ nghĩa, thành ý, chánh tâm, vân vân. Vì thế, người đọc sách quá nửa đều là mua mèo vô chá. Mãi cho đến gần đây, gió Âu vừa thổi qua, thì những kẻ chưa được khéo dạy ấy, ai mà chẳng bung lung hân hở. Do vậy, giết cha, giấm mẹ vẫn tự khoe khoang, những thổi xấu ác ấy đều do chẳng dặn đến luân thường. Thiên chức của cha con, chồng vợ, vân vân, và chẳng bằng đến nhân quả báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường hiếu hữu vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha giấm mẹ vân vân, cùng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chịu làm theo lời bọn ấy. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ, và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ứng thành.
biết bao người thuộc giới chính khách, quân sự, giáo dục, hỏi đến nguồn gốc lộng lạc và nguồn gốc để thái bình, điều đó không được. Tức là chẳng biết cái nhân gây ra tế ngã, mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy, trích dẫn văn sao tâm biên, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương, lá thư số 2. Cần biết rằng, cuộc đại loạn này là vì Trịnh Châu bài xích nhưng quả luân hồi mà khơi ra đầu mối. Do quốc gia chẳng đề xướng chuyện giáo dục, đến nỗi cha mẹ trong gia đình chỉ dạy con cái mở mang trí thức, chẳng bảo bao con cái về nhân quả báo ứng, đạo đức nhân nghĩa. Thầy giáo trong nhà trường chỉ biết dạy học soạn văn chương, chữ đối với chuyện tận tụy theo đuổi sự nghiệp học thánh học hiền, một câu cũng không nhắc tới. Bởi lẽ những hạng thầy giáo ấy từ bé tới già cũng chẳng biết học hành là để học thánh học hiền, chỉ biết soạn văn chương để cầu công danh. Đến khi đã đạt được công danh, bèn cậy thế khinh người, gây tàn hại cho địa phương, mười phần ở tâm chính. Những người tạo lợi ích cho địa phương chỉ được một hai phần mà thôi. Cổ nhân nói, thầy là khuôn mẫu cho người khác, khuôn chẳng thành khuôn, mẫu không ra mẫu sẽ gây hại chẳng nhỏ. Cần biết rằng, con người cùng với trời đất xưng là tâm tài, tài là tài năng. Trời chẳng biết cao bao nhiêu, to bao nhiêu, đất chẳng biết dày bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Con người chỉ 5-6 thước là một vật nhỏ nhoi, sống được 60-70 tuổi. Sao có thể sánh cùng trời đất chẳng thể suy lường mà xưng danh? Nên biết rằng, trời đất tuy có thể xâm thành vạn vật, nhưng nếu không có con người giúp đỡ giáo dục, sẽ chẳng thành thế đạo. Vì thế, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang đường học cho người đời sau. Đấy chính là trách nhiệm của kẻ làm cha làm thầy. Nếu biết ta là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để cảm hóa người, thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng để sai lễ. Tức là chuyện phi lễ chẳng nhìn, lời phi lễ chẳng nghe, tiếng phi lễ chẳng nói, chuyện phi lễ chẳng làm, dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như bước trên băng mộng, chỉ sợ người khác bắt chước ta làm chuyện không ra gì, thì mới có thể mong thành thánh thành hiền, siêu phàm nhập thánh, trích dẫn văn sao tâm biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, lá thư số 18. Hơn nữa, thế đạo hiện thời, thế đạo nhân tâm đã bại hoại đến cùng cực, thiên tai nhân họa giáng xuống bất ngờ, hoa hoàng sẽ đến chẳng thấy lường trước, trốn cũng không trốn được, ngừa chẳng thấy ngừa. Nếu có thể y theo những gì văn sao Giá Vốn Lục đã nói, chí thành niệm Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ác sẽ âm thầm được gia bị, hoặc chuyển biến thành không có tai nạn gì, hoặc chuyển nặng thành nhẹ, quyết chẳng đến nỗi phải chịu thấy ương, giống như người không niệm Phật. Cõi đời hiện nay chẳng giống như cõi đời mấy chục năm trước kia. Muốn chuyển hồi thế đạo nhân tâm, muốn cho con cái trong gia đình hiền thiện mà chẳng xúc sắng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, tức những người, tức những đạo lý làm người như cha từ, công hiếu, vân vân, thì chọn chẳng có hy vọng gì. Giáo dục trong gia đình cần nhất phải chú trọng sao cho hai pháp nhân quả và báo ứng hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau thì mới có ích thực sự. Chớ nói ông là một người xuất gia sao cứ miệt mài đem những chuyện này nói với người khác. Bởi lẽ trong cõi đời hiện thời, những học thuyết với kinh điển, bỏ hiếu với luân thường, vứt bỏ hoa thèm vân vân, khiến lòng người bị ngu muội cứ nối tiếp nhau dấy lên. Nếu chẳng đem
nhưng quả báo ứng và đạo làm người. Bạn giảng kỹ càng cho con cái từ thuở thơ ấu, thì sau này muốn cho chúng nó chẳng bị những tà thuyết xoay chuyển sẽ khó lắm, hết sức khó. Thiên hạ trầm yên, thất phu có trách nhiệm. Nói như vậy có nghĩa là khéo dạy dỗ con cái sao cho chúng nó trở thành hiền thiện, sao cho phong thái này từng một làng, một ấp răng ra khắp thiên hạ. Tôi thường nói dạy con là cái gốc để bình trị, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng, thiết yếu hơn. Vì nữ nhân có quyền hạn giúp chồng dạy con. Nếu con gái hiền thiện thì con rể và con cái chúng nó sẽ đều hiền thiện. Do vậy đại nói quyền trị gia bình thiên hạ bọn nữ nhân chiếm quá nửa, ấy chính là chân ngữ thật ngữ. Muốn cho cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện, hãy nên lấy lời tôi làm khuôn thước, những điều mong cầu sẽ đều đạt được. Lại nữa, đề xướng nhân quả báo ứng, không tốt gì bằng dạy người ta thôi trì thái thượng cảm ứng thiên, vạn xương ông chất văn. Bởi những loại sách giảng về thiện ác, người ta vừa đọc liền hiểu rõ thì sẽ dễ được lợi ích. Trích dẫn văn sau tâm biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, lá thư số 1. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Còn một cái lá thư nữa nhưng mà cũng hết giờ rồi, quá 7 phút cho nên thành ra không có đọc. Để đợt sau chúng tôi nói về giáo dục gia đình này, ngài có nói về cái cách giáo dục gia đình bằng cách giữ gìn tấm lòng lập phẩm vị. Cái lá thư này rất là hay, đáng lẽ hôm nay đọc mà hết giờ. Thưa quý vị, hôm nay thì ở dưới cái miếng đất ở bên bên giảng đường, bên mới cày lên đó, là bữa nay họ cày xong cho nên mấy thầy sắp xếp cho mấy cụ xuống, vừa là trồng một số rau với lại trồng gừng rồi ban phân đồ đó ra để mình trồng ở bên đó. Một miếng đất lúc trước nó xấu kinh hồn luôn, người ta trồng rau nó không rớt, không lên luôn. Rồi mình đem ba cái xi măng rồi sờ bằng rồi mình đổ vô đó, cách sâu xuống khoảng 1 mét. Bây giờ phải môi thiệt sâu, lấy đất đỏ ở dưới lên, bắt đầu mới mang cái đất sờ bằng một số đó chôn xuống đó, cách khoảng gần 1 mét, hơn 1 mét, lấy đất đỏ lấp lên. Bây giờ cả một khuôn viên nó đất đỏ đẹp, đất Ba Gian, cải tạo một miếng đất kỳ công như vậy đó mới có thể trồng được rau củ quả gừng đậu trên đó. Cải tạo một con người phàm phu tục tử vô lượng đời kiếp ở trong cõi này, họ thường khởi hoặc tạo nghiệp ác, bây giờ trở thành một người thiện khó gấp trăm lần hơn miếng đất đó. Không dễ cải tạo, nếu mà đem ra trồng là toàn bộ đất đá sẽ bằng không, nó đâu có lên đó. Thì Ấn Tổ mới nói là con người đó muốn thành thánh hiền phải hàm dưỡng. Hàm dưỡng ở đâu? Ở trong một cái môi trường thánh hiền, mà người đó phải chịu khó hàm dưỡng, chịu khó uốn nắn thì nó mới trở thành hiền thiện được, trở thành lương dân được. Còn nói họ không nghe thì coi như thua, không uốn nắn được, phải phối hợp với nhau. Hôm qua ra anh đó anh kêu múc 2 ngày rồi, tưởng nó xong mệt quá chừng kia, thôi ráng đi, tôi có của anh có công, bỏ ra anh móc thêm cho nó đẹp luôn một miếng đất. Hôm nay mấy Phật tử xuống nhìn thấy nó rất đẹp, 1.60 m, có khi 1 m luôn là đất đỏ, trồng đậu trồng gì cũng tốt, đúng không? Phải cải tạo nhé. Con người mình bị hen ố là phiền não tham sân si lậu hoặc, mà trở thành thánh hiền mà không cải tạo thì làm sao được? Không thể nào được. Miếng đất là vật vô tri đó mà cũng phải cải tạo nó mới có sức sống được. Con người mình cũng vậy, hàm dưỡng chưa đủ mà ra làm việc lớn là coi như là hư mình và hư việc và ảnh hưởng người khác, làm cho tai tiếng, đúng không? Mà chúng tôi lúc trước thì cứ nghĩ những người trẻ trẻ thì dễ uốn nắn, mà không ngờ trẻ là khó uốn nắn, vì họ chưa ý thức được. Cho nên hôm nay một thông báo chính xác và dứt điểm, dưới này và trên đó phải chấp hành, ở phòng nào, người nào ở phòng đó,
không có lộn lộn phòng, không có qua uống trà làm linh tinh nữa nha. Phòng nào ở phòng đó, khu nào ở khu đó, tỉnh thất ở tỉnh thất, khu chuyên tu ở khu chuyên tu. Ngưng hẳn cái chuyện lộn xộn đảo trộn. Mỗi lần xáo trộn nó cực kỳ khó. Ngay cái chuyện tẩm trú là bây giờ là khó. Hôm qua chúng tôi gặp anh Bình ở trên đó, anh nói bữa nay phó công an xã đó, anh nói với cái chuyện mà dịch bệnh tới đây rồi họ quản lý chặt cái nhân khẩu con người không phải dễ dư dời. Thủ tướng ra quyết định là thôn nào ở thôn đó, bản nào ở bản đó, nhà nào ở nhà đó, xóm nào ở xóm đó, rồi tổ nào ở tổ đó, xã nào ở xã đó, huyện nào ở huyện đó. Hôm nay họ cho mở ra cái chuyện tuyến đường xe chạy thôi, nhưng mà vẫn cách ly cái khoảng lớp học cũng phải ngồi 2 mét. Xe cộ họ không cho 50 người chứ 20. Đến mức độ như vậy, mình thì lộn xộn tùm lum hết trơn, bắt người ta phải theo ý mình ở chỗ này, ở chỗ nọ, rồi đổi chỗ kia, làm phiền phức. Ngay cái đó là mình làm rối loạn chúng, thì làm sao có phước để mình ở trong chúng được nữa. Chúng tôi nói đại chúng ở cho nó có ra thôi, không có vô nữa. Hôm nay khu chân tu là tuyệt đối không nhận ai nữa rồi, các cụ thì cũng không nhận rồi, đâu còn chỗ ở. Và khi mà người ta mới vô, mình thay đổi nó khó vô cùng. Nhưng mà thường những người mới họ vô, họ cung kính mình ở thời gian, bắt đầu khinh nhờn. Nó ngộ vậy, nó ngộ kỳ ngộ. Mình đâu có khinh họ đâu mà họ khinh mình. Chuyện đó quả báo với mình giữa họ vậy sao, không hiểu nó sao. Cho nên thành ra là hôm nay chúng ta thông báo là nơi nào ở nơi đó nghe, không có lộn xộn nữa đó. Đừng có xin bất công, xin về thì được, nhưng mà xin đổi chỗ là không được. Cái chỗ nào ở chỗ đó là đã thủ tướng ra quyết định như vậy, mình làm trái lệnh như vậy là mình không có chấp hành được cái quy củ rồi. Nguy hiểm vô cùng. Nó có chết gì nó chết đi, mình chết đi nó chết đi. Chúng tôi có cái điều mà Ấn Tổ bên này là cảm nhận được, nó có cái gì đó chúng ta thôi mà coi như đã chết. Cái chuyện gì nó trở ngại đất đai, nó có khó khăn nó thôi bỏ, không làm được thôi bỏ. Cũng như cái khu nhà ở trên bãi xe, làm không được không tiếc nuối bỏ. Coi như ví dụ ngày mai hoặc bữa nay mình chết rồi, ai làm cái đó? Cái phiền não, coi như mình chết rồi nó có phiền não nữa không? Nó còn cái suy nghĩ đó nữa không? Nó phải suy nghĩ qua chuyện khác. Thôi suy nghĩ niệm Phật đấy. Hay lắm. Cái chữ chết này là phải nói là một cái pháp thủy linh diệu. Nó có cái gì làm cho mình phiền? Ôi, coi như ta đã chết rồi đó. Chết rồi đó. Chết rồi, phải chết rồi. Nó làm gì nữa, nó làm gì mình được nữa. Hay cái này thấm cho phải thấm thía cái chữ chết. Người niệm Phật, người tu coi như đã chết, mang cái xác chết đi thực nghiệm tâm linh, coi như chết rồi đó, chết. Bây giờ với người, cái người mà chuẩn bị chết khiêng vô hòm, họ suy nghĩ gì không? Họ có cãi mình, chửi họ, họ có cãi mình không? Họ có kêu là ô tôi phiền não quá, tôi muốn chết rồi, phiền não muốn chết luôn. Cái điều mà Tổ Ấn Quang nói không phải là chuyện bình thường đâu. Ngài đã chứng nghiệm sâu xa cái chữ chết rồi đó. Chết không phải mà uống thuốc cho nó chết liền nha, cái này không được á. À, chết coi như nó đã chết. Đã chết tức là trừ tâm tưởng mình cũng chết luôn à. Thì nó có cái chuyện gì xảy ra với mình. Thì hôm nay một số cái thầy sắp xếp xuống đây để phụ làm thêm trồng thanh long, trồng cây ăn trái. Chúng nó hết mùa mưa là xuống đây nhìn xanh âm à. Rồi đậu, rồi gừng mình trồng lên. Cứ cho đại chúng dùng và mình đem đi cho xóm làng dùng, như Ngài Hải Hiền, dùng không hết mình bán. Để có tiền, còn nếu mình cho hết thì cứ cho hết, cho họ để họ dùng. Đó cũng là một cách để mình kiếm phước. Bây giờ thì để chúng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nghiệp chướng nặng nề, thảm xứng lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm, kiệt lực, không còn ngờ vật thì cầu gì chẳng được. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thứ 5. Chỉ tập khí trong tâm thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt, chưa thấy được tập khí tiêu trừ là vì cớ gì? Ấy là tâm sanh tử chưa thiết tha, chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm này bằng xuông nơi cửa miệng, nên chẳng đạt hiệu quả thật sự.
Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến, tức tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất không tạp phầy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Luật. Cái học của người quân tử là vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh. Giác và mộng hệt như nhau, chỉ có công phu đến nơi mới hiểu được. Chỉ là hệ giác liền tu trì ngay, lâu ngày ngay trong mộng cũng chẳng làm gì lầm lỡ. Người học đạo nặng đạo niệm một phần, sẽ nhẹ phạm tình một phần, đó là lẽ tất nhiên. Người chưa đoạn hoặc phải thường nỗ lực, nếu một phen phóng túng bệnh cụ nhất định sẽ tái phát. Người đã đoạn sạch kiến tư hoặc mới nên tùy ý hành động, chẳng cần phải kiềm chế gìn giữ. Tâm tham sân si ai nấy đều có, nếu biết đó là bệnh, thế lực của chúng sẽ khó lừng lấy được. Ví như giặc vào nhà người, nếu chủ nhân nhà ấy tưởng là người trong nhà, thì đồ chân báu của cả nhà sẽ bị nó lén trộm mất sạch. Nếu biết nó là giặc, sẽ chặn cho nó ở lại nhà mình dù chỉ một khắc, ắt phải đuổi nó đi thật xa khuất mắt, mới hồng tài bảo chẳng bị mất, chủ nhân yên vui. Cổ đức bảo: chẳng sợ niệm khởi, chỉ e biết chậm. Tham sân si vừa khởi lập tức biết ngay, nó sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là ông chủ chánh trong nhà mình, sẽ giống như những giặc làm con, cổ báu trong nhà ắt phải tiêu tán hết. Bị cảnh chuyển là sức thao trì còn nông cạn, vui giận dấy động bên trong, hiện hành vẻ tốt xấu ngoài mặt. Thao trì có nghĩa là hàm dưỡng. Nếu coi trọng chánh niệm thì mọi thứ khác đều xem nhẹ. Vì thế người thật sự tu hành phải mài luyện trong trần lao, khiến cho phiền não tập khí dần dần bị tiêu diệt, thì mới là công phu thật sự. Hãy để chuyện đối trị tập khí phiền não trong tự tâm lại đó khoan bằng tới. Chỉ hành trì ngoài mặt, công phu bên trong trống rỗng, trái lại còn sanh ngã mạn. Coi công lợi là đức thì càng bị tổn hại nhiều. Ví như ăn cơm phải có rau dưa phụ trợ, lại cũng như thân thể phải dùng áo mạo để trang hoàng. Nơi con đường đạo tu hành dài lâu để liệu sanh tử, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Phế sạch các môn khác chỉ lo đạo thức thì còn được, còn trong lúc thường nhật, nếu chẳng phải là bậc Bồ Tát Tái Lai, chắc chắn chưa có một ai lại không trở thành hàng biến nhát ngạo mạn. Bởi lẽ tâm phàm phu thường hay sanh chán, trời sanh ra vạn vật ắt phải mưa nắng điều hòa, nóng lạnh đắp đổi mới có thể khiến cho mọi vật sanh thành tạo hóa. Giả sử mưa hoài nắng mãi, luôn lạnh luôn nóng, thì dưới khắp cầm trời sẽ chọn chẳng có một vật gì. Huống hồ bọn ta tâm như khỉ vượng, chẳng dùng các biện pháp đối trị, lại muốn nó an trụ một nơi chấn vòng rong ruổi, thì thật là khó lắm, khó lắm. Ai nấy nên tự gắng sức trở nên thiên chấp một pháp, cũng đừng lăng măng không đầu mối gì hết. Khi làm việc chưa thể niệm tại đâu tâm tại đó, là do chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, tâm vô nhị dụng, nên khó tránh khỏi gián đoạn. Chỉ cần luôn giữ được tâm dắt chiếu thì cũng chẳng ngại gì. Bàn đến những ai bị việc đời trói buộc không cách nào thoát được, nếu trong lúc bị buộc ràng mà có thể chẳng bị chúng xoay chuyển, sẽ thoát ngay được những buộc ràng ấy. Như gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, dù có bỏ sạch việc đời, không còn một việc gì, thì tâm vẫn cứ tán vòng ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột sạch. Người học đạo phải làm đúng với bổn phận của mình, tận hết bổn phận. Như vậy dù suốt ngày việc đời bận biểu, vẫn suốt ngày tiểu giao ngoại vật. Câu nói nhất tâm vô trụ,
vạn cảnh đều khai, chẳng ghét sáu trần, đều coi chúng là chánh giác, là nói về điều này vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Luật. Muốn cho chân trí hiển hiện thì hãy nên thường khởi giác chiếu đối với mọi ngôn từ cử chỉ hàng ngày, chẳng để hết thảy những tình cảm ý tưởng cháy lẻ tạm thời nảy mầm trong tâm, thường giữ cho tâm này hư minh đóng triệt, tức chống không sáng suốt thấu suốt, như gương đặt trên đài, gặp cánh nào hiện bóng cảnh ấy, chỉ chiếu cảnh trước mắt, chẳng bị chuyển theo cảnh, tốt xấu kệ nó, cản chi đến mình, đến chẳng mong chờ, đi chẳng lưu luyến. Những tình tưởng cháy lẻ nếu vừa mới manh động liền phải nghiêm khắc đối trị, trừ khử cho sạch. Như cùng quân giặc đối địch, chẳng những không cho nó xâm phạm lãnh thổ của mình, mà còn phải chém tướng đoạt cờ, diệt sạch dư đảng. Phải nghiêm khắc dùng cách chế ngự quân địch như vậy, để tự trị mình đừng lười nhác, đừng sao nhãng, khắc kỷ giữ lễ, chú trọng kính, giữ lòng thành. Những khi giới để tự đối trị mình thì nên dùng bốn điều không của nhân tự, ba điều cảnh tỉnh của mạnh tự, cách hạn chế lỗi lầm tự biết mình sai của ông Cừ Bá Ngọc. Lại phải nên nhiệt thành kinh sợ những tình tượng cháy lẻ, như té xuống vực sâu, như đi trên bóng mỏng. Đối địch cùng chúng thì quân oai vang dày, khiến tặc đảng tấm lòng nguôi lành, hoảng hốt sợ vướng phải cơn tàn sát diệt chúng nặng nề, chỉ mong hướng hồng ân vỗ về. Từ đấy chúng sẽ khuất phục đầu hàng, quy thuận sự giáo hóa, đổi sạch tấm trước chăm tu đức sâu. Tướng chẳng ra khỏi cửa, quân chẳng đổ máu, toàn bộ giặc cướp oán cừu đều thành con đỏ, bọn phản loạn cùng hóa thành dân lành. Trên cái trì giữ tôn phục, cả nước phẳng lặng, chẳng giấy can qua ngồi hưởng thái bình. Những điều vừa nói trên đây là do cách vật nên chi chi, do chi chi nên tự khắc sẽ làm sáng tỏ đức sáng. Chân thành và minh đức nhất trí thì phàm sẽ thành thánh. Nếu là kẻ căn khí hèn kém, chưa thể tự thấu liễm mình, hãy nên bắt chước ông chịu duyệt đạo. Ngày làm điều gì, đêm đốt hương bấm bạch cùng Thượng Đế. Điều gì mình chẳng dám bấm bạch thì chẳng dám làm. Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật chẳng thể tự tiện chiếm quyền. Ông vẫn giữ phép cộng quá cách, hễ khởi tâm động niệm, nói năng làm gì, dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt đều ghi lại, ngõ hầu điều thiện ngày càng tăng, điều ác mỗi ngày mỗi diệt. Lúc đầu thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện không còn ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yếu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành lắm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào bậc thánh hiền, bảo hết sẽ cao đăng cõi cực lạc. Việc làm trở thành khuôn mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời. Họ là trượng phu, ta cũng như thế, sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Luật. Nếu như căn cơ hèn kém chưa thể chứng nhập, nếu ước trên sanh diệt môn để luận về nguyên do hậu quả, thì là do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước. Vì thế phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên nhất, chấp trì thánh hiệu Di Đà, tinh thật nguyện thiết mong cầu vãng sanh Tây Phương. Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng lìa ý niệm hiện tại, triệt chứng ngũ ẩn là không. Vọng tưởng chấp trước đã diệt, trí huệ đức tướng cũng không còn. Do tâm tịnh cõi nước sẽ tịnh, chẳng lìa ngay nơi này thầm nhập cõi tịch quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rút ráo an thân lập mạng mà thôi. Người sống trong thế gian
huyễn trụ mấy mươi năm. Kể từ khi có hiểu biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề ngổn ngang, không điều gì chẳng phải là để nuôi thân mình cùng người nhà giữ thể diện, sao cho con cháu quý hiển mà thôi. Xét đến cội nguồn căn bệnh ấy, chỉ là do chấp trước có ngã, chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Đức Phật có vì mình thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại còn chẳng thèm bận tâm đến diện mạo vì chủ nhân sẵn có của chính mình, mặc tình lưu chuyển theo nghiệp, trầm luân muốn kiếp chẳng đáng buồn ư? Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Nói đến sân tâm là nói đến thói quen từ đời trước. Nay đã biết sân là có hại, vô ích. Đối với hết thảy các sự hiện hữu, hãy nên dùng lượng biến rộng trệ cao để dung nạp. Như vậy thì tập tánh rộng rãi trong đời này sẽ chuyển biến được tập tánh hẹp hòi trong những đời trước. Nếu chẳng do công đối trì, tập khí sân hận càng tăng, tai hại chẳng nhẹ. Còn khi niệm Phật thì phải căn cứ trên tinh thần, khí lực của mình để làm chuẩn, mà niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm và niệm kim cang, tức là niệm có tiếng xe xẻ người khác chẳng nghe thấy. Những người trì chú gọi cách này là kim cang niệm, chẳng được quá mãnh liệt đến nỗi mắc bệnh. Cái tâm quá mãnh liệt ấy cũng là cái bệnh dục tốc, tức là mong cho mau đạt kết quả. Nếu nay đã chẳng thể niệm ra tiếng, hả trong tâm chẳng niệm thầm được hay sao? Sao lại chỉ hạn chế trong 10 niệm? Huống hồ lúc bệnh nằm trên giường, hả nên để tâm trống rỗng như bị rửa sạch, chọn chẳng niệm gì hoặc niệm chuyện khác, sao bằng càng niệm nhiều danh hiệu Phật. Lúc ấy phải nên giao gấp mọi việc cho người nhà làm thay, luôn nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, trong tâm không còn dính mắc sự gì. Dùng tâm thanh tịnh ấy nhớ tưởng Phật tường và thầm niệm Phật danh, cũng như tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Ngài. Nếu thật sự làm được như thế thì nghiệp chướng quyết định tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bệnh tật thuyên giảm, thân tâm khang kiện. Bệnh của các hạ thuộc về túc nghiệp, niệm Phật quá mạnh mẽ tạo duyên cho bệnh phát hiện, chẳng phải hoàn toàn do niệm Phật quá mãnh liệt nên mắc bệnh. Nếu ông chẳng niệm Phật thì cũng do những duyên khác mà bị bệnh. Trên đời kẻ không niệm Phật rất nhiều, hả không có một ai cũng mắc phải căn bệnh đó cứ khỏe mạnh mãi ư? Hiểu được điều này sẽ chẳng tự lầm lẫn mà bảo là niệm Phật đến bệnh, chỉ tổn hại không ích lợi gì. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà thành. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông chẳng chí thành hoặc khởi các ý niệm bất chánh như tà dâm vân vân, thì toàn thể cái tâm đọa trong hắc ám, khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy oan gia trong đời quá khứ, khiến họ đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông siêu sanh thiện đạo. Ngoài ra chẳng quản đến gì hết, ma có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng cũng chẳng quan tâm đến mà sanh hoan hỷ. Chỉ chí thành khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu mà phước huệ thấy điều tăng trưởng. Khi xem kinh điển chẳng được làm như kẻ đời nay đọc sách, chọn chẳng có chút nào cung kính, phải trân trọng dường như Phật tổ thánh hiền giảng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm được như vậy thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia không còn đất dung thân nữa. Nếu tâm ông tà trước thì tà chiêu cảm tà, làm sao có thể khiến cho chúng xa lìa không quấy nhiễu được. Quỷ thần dù có tha tâm thông, nhưng thần thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tận tình không, sẽ hệt như gương báu đặt trên đài có hình liền hiện bóng.
Ông chẳng chí tâm niệm Phật, lại tỏ nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành ma chủng, tức dòng giống ma. Ví như gương báu chẳng có mảy may trần cấu, sẽ tự chiếu trời soi đất. Cái tâm ông bị trần cấu phủ kín dày chặt, lại muốn được chiếu sáng như vậy, khác nào tấm gương bị bụi phủ dày kín, tròn chẳng thể tỏa ánh sáng. Nếu có phát sáng cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của gương. Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa nước như cứu đầu cháy mà niệm Phật, thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Người học đạo phòng gặp các thứ chẳng như ý, chỉ nên dùng đạo để hiểu. Cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng thất chí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời, lại phải nên biết chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức thì sợ cái gì chứ. Người niệm Phật thiện thần hộ hộ, tức bảo vệ giáng phước, ác quỷ chính xa, sợ cái gì cớ chứ. Nếu ông cứ sợ mãi sẽ bị vướng ma sợ, rồi oán gia trong vô đường kiếp thừa dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng để báo oán xưa. Chớ có nói nếu tôi còn niệm Phật, chỉ sợ thình lình sẽ bị như thế. Chẳng biết rằng toàn thể chánh niệm của ông đã quy vào nỗi sợ, nên khi phần xa cách Phật, tương thông với ma, chẳng phải Phật không thiên. Do tâm ông đã mất chánh niệm nên đến nỗi niệm Phật chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Chỉ mong ông thấy chữ viết của quan, bèn quyết liệt gục bỏ tâm trước. Ông chỉ một chồng một vợ còn lo nỗi gì, dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì chẳng tiêu diệt được nó. Chỉ vì chẳng sợ nên giữ được chánh niệm, thành ra làm việc gì cũng đích đáng, chân thần ổn định, nên tà chẳng thể xâm. Nếu không do tà chiêu tà túc oán độ tới, gặp sự không làm chủ được, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư? Tôi nay vì ông tính kế, hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc. Chỉ sợ hành vi có tì vết, chẳng sợ hoa hoàng quý thần. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Khi tập khí hay còn thì chính mình chẳng biết, chẳng hạn như tập khí của thói quan liêu, chỉ những ai không có thói ấy mới biết. Tự mình có thói tập khí ấy, dẫu người khác có nói thì chính mình vẫn chẳng nhận biết những điều đã được chỉ ra. Người học đạo cần phải trừ tập khí. Tập khí ngạo mạn quả thật là chướng ngại cho sự nhập đạo. Các hạ hãy xét kỹ, quan sát lời nói, hành vi, chắc sẽ biết được. Hễ biết thì còn đạt được lợi ích thù thắng. Lời lẽ này không ai chịu nói, quan một mực lòng dạ thẳng băng, ăn nói thẳng tột, chẳng đề hà kiên kỵ, muốn cho các hạ thật sự được lợi ích chân thật, cho nên tôi lược thuật nguyên do. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần. Căn bệnh chung của cả cõi đời hiện thời là nhờ công để lợi tư, khiến cho dân cùng khốn, nước nguy ngập, chiến tranh liên miên. Chúng ta xuất gia làm đệ tử Phật, cố nhiên phải lấy lòng bình đẳng, đại từ đại bi của Đức Phật làm chí hướng, chẳng nên giữ mãi thói kiêu mạn tự đại của người tại gia, coi thường hết thảy, mặc tình xử sự, chẳng tuân theo lề lối cũ. Phải nghĩ chúng ta được trời che đất chở, được cha mẹ giáo dục, nếu chẳng bắt chước tấm lòng của trời đất cha mẹ, sẽ thành kẻ nghịch trời trái lý, gây nhục sâu xa cho đấng sinh thành. Trích dẫn Văn Sao
Tục biên quyển thượng, thư gửi thầy Minh Bổn. Người xưa nói, thà cho ngàn đời chẳng ngộ, chẳng để mà dự một lúc. Người thông minh tự kêu, đa phần phạm phải căn bệnh này. Do trước đó tự tâm đã chứa sẵn chí khí phô trương sai trái hung hăng này, mà bèn thừa cơ xen vào. Nếu chẳng nông nổi bộc chộp tự kêu, ma sẽ lánh xa. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Tu hành chẳng xí ngốc, quyết khó thể thành tựu. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chẳng như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thổi thác được, hãy nên bình tâm hòa khí suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu chích lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết bèn muốn học giáo. Suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được vãng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông, thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy, sao ông lại xem đó là điều tiếc nuối vậy? Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Người tu hành tâm trở nên lệch lạc, nếu lệch lạc chắc sẽ mất bệnh. Thân thể yếu đuối thì hãy nên lắng lòng chánh niệm, để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quy nhất thì thân cũng dần dần được yên ổn, khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự. Mặc cho nghiệp đến đi, chính mình tự chấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay, sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bạn ít nọ thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng, muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được hai điều này, bệnh sẽ tự lành. Nếu không, sau này bị mất trí phát cuồng cũng chẳng biết chừng. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Đoạn trừ dâm niệm, sân niệm thật chẳng dễ dàng gì. Nếu chẳng có sợ chứng, quyết chẳng thể rút ráo thanh tịnh. Như 12 câu trong sách Cảm Ứng Thiên: thấy người khác đạt được điều gì giống như chính mình đạt được, vân vân. Nếu có thể, đối với mỗi chuyện đều có thể xét soi tự tâm, dẫu tâm chưa thể thuận ngay, vẫn có thể thường được như vậy. Nhan uyên 3 tháng chẳng trái nghịch điều nhân, nhưng vẫn hơi bị gián đoạn, chưa thể hoàn toàn hòa lẫn thành một khối với lòng nhân được. Mong thành thánh thành hiền là do có người tự gắng sức, nếu phong túng thì sẽ chẳng thế nào diễn tả được. Giống như những kẻ vì nước vì dân hiện thời vậy, chẳng đáng buồn ư? Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thế thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sinh ra đều bấy bớt, hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng có thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Trích dẫn văn sao tam biên quyển hai, thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Ở ngân hàng, trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ.
tưởng mình tài năng lớn lao, cớ gì phải ràng buộc bởi chuyện này? Phải biết đấy là mầm mống của phường hạ lưu, dối mình lừa người. Phạm người làm việc lớn, quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ. Phạm ai khinh thường chuyện nhỏ, chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành sự đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ, nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dùng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn, kiêu căng, phóng túng, buông lung sẽ dấy lên. Ấy là vì cội rễ chưa lập, do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏ rộng cho được? Ví như một người có chút tài mọn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm. Do đó cái tâm ngạo nghễ ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu từng bị ta hãm hại trong đời trước, nhập vào thân tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tôi chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Pháp Lợi, lá thư số 3. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7. Thank you.